Quen thì ngại dị nghị thôi, chứ bạn dễ thương thật, ai lấy được như cục vàng bỏ hũ. Ừ, không biết có phải cục vàng bỏ hũ không, nhưng mà cái vế đầu tiên mà bạn nói thì đúng thiệt. Ai mà quen mình, ai mà yêu thương mình á, thì cái việc đầu tiên người ta phải trải qua đó là sự dị nghị của người khác. Người khác ở đây không phải là những người ngoài đường, những người không quen biết, mà là phải là từ những người thân ở trong gia đình là điều đầu tiên. Những người mà không biết mình như thế nào, người ta sẽ dị nghị rất là nhiều. Cho nên nhiều lúc mình cũng thương những người bạn trai của mình lắm, tại vì người ta đã phải chịu đựng rất là nhiều khi mà quen của mình. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Quen được quen, quan trọng là cái quá trình quen á, mình sống sao để cho người ta hiểu, cảm thông và thấy mình dễ thương và đón nhận mình, vậy là được rồi. Còn nhắc nhẹ cho mấy anh á, muốn quen em á, bị chửi nhiều lắm á.